vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Chào mừng đến bình nguyên vô tận. Sẵn sàng. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của NMH. Thì clip này mình sẽ làm về vị tướng Eosu. Thì có lẽ là anh em biết rồi, Eosu là một vị tướng gọi là auto cấm. Trận đấu nào mà không cấm thì chắc chắn là sẽ tròn rồi. Bởi vì chất tướng này thì cực kỳ là khó chịu. Bây giờ thì mình sẽ lên nục đây nhá. Tại sao mình không lên cáo? Bởi vì sợ là SP của tem địch nữa. À, đang nhận thấy đó là dọn tem địch này. Một phát bắn trúng rồi này, thêm phát nữa này, hai phát này. Nhưng pha này thì anh em thấy thì có sự hỗ trợ đến từ ghi đủ nữa. Không có sự hỗ trợ đến từ ghi đủ thì chắc là mình ăn được dọn phá đó. Đang còn cái tốc biến nữa mà. Nhưng mà có sự hỗ trợ đến từ ghi đủ nên là thôi anh em ạ. Ghi đủ thì chất tưởng có thể khắc chế. Đó là áo súng cũng khá là tốt bởi những củ choáng anh em thấy chưa. Mình chỉ cần đó là nhe, đó là chiêu hái viền trinh kích. Thì ghi đủ nó chỉ cần choáng phát là mình lại mất đó là chiêu hái. Bây giờ thì lượng máu của mình cũng khá là thấp. Nhưng mà chắc có lẽ là cũng không cần biến về. Mình sẽ dọn dẹp đó là sóng đám lính này đã. Rồi mình sẽ về sau. Một phát này. Thêm phát nữa rồi mình sẽ biến về nhé. Bởi vì lượng máu này thì quá là thấp. Một phát chiêu hái của vị tướng dọn. Một phát chiêu hái của đó là ghi đu thì mình chắc chắn lên bảng điểm số. Nên là về cho nó an toàn. Ở trận đấu này thì mình đó là chạm mặt đó là với bốn vị tướng có thể khắc chế mình tốt. Thứ nhất đó là ghi đu này. Thứ hai đó là Zeus này. Thứ ba đó là Zuka này. Và đặc biệt đó là Volcan. Bốn vị tướng có thể khắc chế đó là Eosu luôn. Nên là trận đấu này thì có lẽ là mình hơi khó chơi hơn một xíu. Nhưng mình nghĩ khó chơi chứ không phải là không chơi được. Bây giờ thì vẫn chưa lên được level 4. Thì cầu rìa từ xa thôi. Một phát bắn nhẹ nhàng này. Tại bên mình thì bắn vào rồi anh em ạ. Thêm phát nữa này. Cầu rìa này. Con xỉu máu kia tiếc thế. Vẫn chưa ai lên bảng điểm số rồi rồi. Ghi đu này. Ghi đu lên bảng điểm số này. Cuối cùng thì mình cũng ngắn được. Đó là một màn anh em ạ. Sử dụng chiêu cuối xuống đến từ vị trí của Volcan. Pha này thì mình phải bỏ chạy thôi, lùi lại một nhịp. Và nhận thấy đó là Zeus tem địch khá là thấp máu đúng không? Mình sử dụng chiêu hái này, mình đoán là Zeus đang biến về ở đấy. Một phát này, tiền Zeus lên bảng điểm số này. Những phá đó thì nói chung cũng đoán thôi anh em ạ, bởi vì không thấy tầm nhìn. Nói chung trúng và trượt thì cũng 50-50 thôi. Vậy là cũng ổn rồi, 2-3 dành cho hai bên. Phát đầu thì tem bên địch khá là nhiều người thấp máu nhưng mà cuối cùng thì tem bên mình không ăn được nha, hơi tiếc. Ở trận đấu này thì tem bên mình đó là có ngộ không đi rừng. Đội hình tem bên mình thì cũng khá là đẹp và tem bên địch thì cũng vậy. Eosu đổi đâu với giòn thì có lẽ là Eosu lời thì hơn, đó là sải tay dài nên là có thể cầu rỉa giòn từ xa. Với giòn á thì ở giai đoạn đầu game thì nó chưa mạnh nhưng mà giai đoạn về sau thì đám sát thương nó cực kỳ là tốt nên là hết sức là cẩn thận. Pha này thì ghi đu bắn vào, mình lùi lại một nhịp bắt luôn này. Những pha này thì anh em cứ bắn thương dành cho mình nhé, không cần nhẹ nhắm gì cả ấy, bởi vì ghi đu thì hết chạy rồi. Và tiền đó là ghi đu tem địch lên bảng điểm số. Bây giờ thì tem bên địch đó là lại rồi, phóng ba đến từ vị trí của Zeus. Pha này thì Volcan đang đuổi theo mình anh em ạ. Nhưng mình thì sử dụng chiêu cuối để lùi lại. Trận đấu này thì thực sự là tem bên địch nhiều vì tướng khắc chế mình quá nên là phải lùi đánh đó là hết sức đó là cẩn thận một xíu. Chứ anh em thấy thì Volcan mà nó đuổi mình á thì nó cũng dễ bắt mình này. Thứ hai nữa thì Zeus băng vào. Thứ ba nữa những cú trường và những cú đó là ulti đến từ ghi đúp. Thứ tư nữa đó là Zuka cũng có thể là sốc đam được mình. Trận đấu này thì rất may đó là có Botoro, một vị tướng cũng có thể đó là bảo kê tốt và khắc chế đó là ghi đủ. Đài địa chấn của Botoro được sử dụng. Pha này thì bắn thương này. Hai người lên bảng điểm số rồi. Bắn thương này. Những phá đỏ thì anh em đừng có dài mà đừng nhé nhá. Bởi vì anh em thấy thì đáng đó là tập trung combat rất chứ là đông. Ba đầu ba luôn. Ô triple kill dành cho Ngô Khống luôn kia. Mình hỗ trợ cả ba màng luôn. Những phá đỏ thì anh em đừng có dài mà đừng nhé nhá. Bởi vì anh em á, thì đòn bắn thương của vị tướng Eosu này cũng rất chứ là đau. Nếu mà anh em cứ đừng nhé nhé mãi mãi mà bắn không trùng phạt thì đồng đội rất chứ là dễ chửi. Nên là vì thế những phá đỏ thì anh em cứ tích cực bắn thương dành cho mình. Bởi vì anh em tiếp cận thì cũng không có gì nguy hiểm cả.
Những pha nguy hiểm thì anh em phải đó là bắn từ xa. Còn không nguy hiểm thì anh em cứ đó là tiếp cận gần bắn thương dành cho mình. Đặc biệt thì càng về giai đoạn về sau, những phát bắn thương của vị tướng Elsu này cũng cực kỳ là đau luôn. Clip này mình cũng trình bày cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng Elsu này. Bây giờ thì anh em thấy thì Boto Rotem mình đang tánh cỡ tốt này, rồi chạy đấu John Temnik thì chắc chắn pha này lên bàn điểm số. Pha đó thì cho dù đó là John có chạy được thì chắc có lẽ cũng dính đó là chiêu hái của mình á. Rồi một phát này, ôi pha này thì díu Temnik làm gì đấy, thích thì tốc biến chơi luôn díu này. Zuka mình đang còn quả câu bắn sướng mắt sờ gì, này thì Zuka này lên bàn điểm số này. Double kill dành cho mình này. Bắt đầu tài xóa mà mình từ tín tốc biến lên để chơi díu như vậy. Bởi vì mình đang còn quả cầu băng sương anh em ạ. Lỡ díu của ulti thì có thể bật quả cầu băng sương. Về chiêu thức của vị tướng Elsu thì chiêu thứ nhất đó là ứng tràm. Đắt ứng tràm thì giúp anh em đó là kiểm soát tâm nhìn cực kỳ là tốt. Chiêu thứ hai thì viễn trình kích bắn thế này thôi. Anh em nói chúng bắn làm sao cho trúng. Chiêu này thì gần như là đám chủ lực của vị tướng đó là Elsu. Còn chiêu cuối thì anh em giật bắn có thể là sử dụng để đuổi theo đối phương, có thể là sử dụng để bỏ chạy né đám. Khi giật bắn thì sẽ bắn ra một viên đạn gây sát thương vào tướng địch nữa. Ở chung bộ chiêu thức thì mình nghĩ là không có gì quá khó cả, nhưng quan trọng nhất là anh em đặt những cái ứng tràm một cách hợp lý. Anh em thấy thì bây giờ mình có một cái ứng tràm ở trên đó là bộ sánh của tém địch rồi. Bây giờ mình mà có cơ hội lên cao mình sẽ đặt đó là hai bên hai cái ứng tràm. Nhưng mà trước hết thì pha này cậu rỉa nhẹ một xíu này, thêm một phát nữa này, ghi đú đó, này thì ghi đú này, chỉ còn một xíu máu này, thêm phát nữa này, này thì gió đúng không, này thì gió này, thêm phát nữa này. Nhưng mà cuối cùng thì tém bên mình bắn trù và lên bàn điểm số đó là hai người rồi. Botoro thì chắc là cũng không chạy được. Mình đặt cái ứng tràm đấy nữa để kiểm soát đó tâm nhìn. Tém bên mình lên bàn điểm số 3 người luôn anh em ạ. Tưởng là một pha giao tranh thành công, ai sẽ là không thành công rồi. Nội tài của vị tướng Elsu đó là những đòn bắn thì không gây ra chỉ mạng nhá, nhưng mà lượng sát thương sẽ cực kỳ là tốt. Bên cạnh đó khi anh em di chuyển đó là gần địa hình thế này thì Elsu bước vào trạng thái đó là tăng hình thế này và tăng tốc độ đó là di chuyển. Cách chơi của vị tướng Elsu là đặt ứng tràm một cách hợp lý ở những chỗ đó là có thể kiểm soát được tầm nhìn đối phương, di chuyển để giúp anh em có lợi thế đó là trong việc đó là xem map. Thứ hai nữa là những cứu đó là viễn trình kích chiêu hái của anh em, nếu mà đứng trong ứng tràm thì tăng khả năng đó là xuyên giáp nữa. Cấu rỉa thì anh em sử dụng đó là chiêu hái để gây sát thương. Còn trong combat tổng thì anh em có thể kết hợp thêm bắn thương nữa, bởi vì giai đoạn về sau thì lượng đám bắn thương của vị tướng Elsu này cực kỳ là tốt, tránh trường hợp đó là bị chửi nhá. Vị tướng Elsu này thì gần như là vị tướng bị chửi gần như là nhiều nhất rồi, bởi vì nhiều khi đó là anh em chơi Elsu mà anh em cứ tập trung bắn đó là chỉ bằng chiêu hái thôi. Và khi anh em mà ngắm bắn mà không trúng phạt thì thôi sống, ôi rồi luôn. Pha này thì cứ bắn đám chủ lực của tém địch thôi. Mình anh em thấy đi nãy giờ mình chủ yếu là tập trung bắn John. Bởi vì John thì là một xạ thủ, lượng đám sát thương thì cực kỳ là lớn. Bắn được John, cầu rìa được John rồi thì sẽ dễ chơi hơn. Bây giờ thì có một phá đó là giao tránh ở khu vực đường rông. Hiện tại thì tém bên mình lên bảng điểm số 1 người rồi. Thôi chắc có lẽ là pha này không chơi được rồi anh em ạ. Mình cũng không thể đó là bắn vào được. Pha này thì Volcat đang đuổi theo mình, này thì đuổi theo này, vẫn đang còn quả cầu bắn sướng mà sử dụng chiêu cuối giật bắn này, lùi lại một nhịp anh em ạ. Ok, pha này đang thấy ai đấy, thấy ai đấy, này thì Gión này, ôi Gión con xỉu máu kia. Pha này thì ghi đu tém bàn đó là láo vào rồi, mình thì có lẽ là chắc phải tốc biến để né thôi, tránh trường hợp là ghi đu nó chơi mình anh em ơi. Một pha gọi là giáo tránh thua thiệt rồi. Lấy lợi thế ở đâu game, nhưng bây giờ tém bên địch đó là lấy lại được khá là nhiều lợi thế. Mà anh em biết rồi thì Volcat thì chắc chắn nó sẽ can quét cực kỳ là tốt giai đoạn về sau. Chơi Elsu thì việc đó là anh em cầu rỉa băng chiêu hai thì anh em giữ vị trí tốt dành cho mình, để có thể là đối phương không thể tiếp cận được. Chứ lúc anh em đang ngắm thế này mà đối phương áp sát phạt thì anh em gọi là không kịp để chạy luôn. Bây giờ thì nhận thấy có một phá đó là giao tránh, tém bên đi cắn ta thân, tém bên mình đang ngăn cản, chơi luôn này. Rồi, ngắm bắn này, gió này, một phát này, con xíu máu kia. Và cuối cùng thì tiền giòn lên bảng điểm số. Nay thì ổi không đủ tâm rồi. Hiện tại thì đáng thấy tém bên địch tập trung khá là đông.
thì mình cứ đứng góc này nhá và đi sát đó là địa hình để tàng hình. Vốn cát tém địch á, thì đang bị mình bắn này thì vốn cát này qua bên kia bờ tường rồi thì chạy đâu rồi pha này thì chơi luôn vốn cát này, sử dụng chiêu hái này chạy đúng không, này thì chạy này, tiền vốn cát lên vàng điểm số này, lùng cái màn huyền thoại này, đáng thấy ghi đu tém địch. Và này thì ra hỗ trợ tím luôn này, này thì ghi đủ cũng lên bảng điểm số luôn này. Thế anh em thấy thì nãy giờ vốn cát bắt được mình thì cũng hơi vất vả ấy rồi. Và này thì hiện tại thì vốn cát là có một phá chửi xúc vật éo xú. Trời, tự nhiên lại chửi mình nữa chứ. cay không. Có lẽ là mấy lần bắt không được nên là khá là cay á. Bây giờ mình vẫn đang còn có câu băng sướng nữa mà, nên là sợ gì đúng không? Ok, bây giờ thì sẽ lấy lại đó là đường đỉnh siêu cấp, không biết có lấy được hay không. Hiện tại thì vốn cát tém địch đã xuất hiện rồi, cười ngừa chơi mình tiếp anh em ạ. Đang còn quả cầu băng sướng bạn ơi. Thôi bình tĩnh, có quả cầu băng sướng này. Tốc biển bên qua nẻ đám này, vốn cát lên bảng điểm số này. Chưa cái tôi đuổi theo anh em ạ. Có lẽ là vốn cát tém địch cực kỳ là cái. Băng sướng đờ mơ. Quả là cái đến từ vị trí của vốn cát tém địch anh em ạ. Thì cái chứ biết làm sao được, biết làm được gì đúng không? Chấp nhận thôi. Và hiện tại thì anh em có thể thấy thì tém bên địch đó là Zuka, cũng như đó là Diu thì đang khép góc. Pha này thì mình sẽ sử dụng chiêu cuối giật bắn để né sát thương này. Diu tém địch thì lao vào mình nhưng mà cũng phải đó là bỏ chạy rồi. Nhưng mà hiện tại thì tém bên mình cũng lên bảng điểm số 2 người. Mình sẽ đẩy thể lính lên cao trước đà nhá. Giá bắn, đừng nhắm cơ. Ôi, anh em thấy thì đánh như vậy mà còn bị chửi anh em ạ. Nếu mà mình mà đánh kiểu là phịt xíu nữa thì chắc có lẽ là bị chửi nhiều hơn nữa. Anh em thấy phá đỏ tại sao mà mình có thể... Mình mà ra bắn là mình lên bảng điểm số lâu rồi. Chấp nhận thôi anh em ơi, nói chung chơi chất tưởng éo xú là vậy á. Chơi hay cả trận thì không sao chứ bắn một phát trật phát là bị chửi là chuyện bình thường. Rồi pha này này làm gì một phát bắn này, tiền đó là díu tém địch lên bảng điểm số. Một phá gọi là phá đó thì chắc là bắn mắt tâm luôn anh em ạ. Về phù hiệu thì mình sẽ sử dụng luyện kiếm để giúp đó là eo su tích lùi cái lượng vang tốt hơn nhá. Này thì rú cá này chạy đâu, rú cá này lên bảng điểm số rồi này. Ok, ôi vốn cát lại đuổi theo mình. Ôi thôi xong rồi, pha này thì trước có tốc biến. Ôi nó sử dụng chiêu hái trúng rồi thì pha này có lẽ là mình không chạy được, bởi vì nó đang còn bất tử và cuối cùng thì nó cũng bắt được mình. Về phần trang bị dành cho là vì tưởng eo su thì sẽ lên như sau. Đầu tiên thì dài dung mục tăng tốc đánh, tiếp đến thì kiếm một ramasa xin giáp, kiếm phơn ý đánh theo phần trăm máu. Cây nánh thì đối phương dưới 50% máu chịu thêm 30% sát thương. Phức hợp kiếm thì những cú bắn sẽ đau hơn và cuối cùng giáp hôm anh để đảm bảo an toàn. Còn về bảng ngọc thì anh em lên cho mình như sau. Ngọc đỏ thì tỷ lệ chỉ mang, ngọc tím thì 7 viên tóc đánh tốc chạy, 3 viên hút máu và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Tuy là éo xú đó là không, đó là ra chỉ bắn không ra chỉ mang, nhưng mà mỗi phần trăm tỷ lệ chỉ mang thì cộng thêm công vật lý, nên là anh em lên ngọc phun chỉ mang dành cho mình. Và trận đấu thì kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye. Chúc em luôn vui vẻ và leo rank thành công.